Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là một vụ án mà nó đã liên kết số phận của hai người phụ nữ từ xô xát, thù ghét nhau tới một tình huống không ai ngờ để phá giải được vụ án sau nhiều năm bế tắc. Nghe cũng hy hữu quá đúng không ạ? Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Ngày 11 tháng 10 năm 2009, một người đàn ông tên Lưu Phổ đến sở cảnh sát huyện Trì Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trình báo một sự việc là vợ của anh ta. Cô ấy tên là Phạm Dư, 30 tuổi, đã mất tích 3 ngày trước. Lý do mà anh ta báo cáo sự việc muộn như vậy là bởi vì vợ anh ta đi làm xa ở Ninh Ba, Chiết Giang. Chỉ vì liên lạc qua điện thoại nên khi gọi không được, anh ta chỉ nghĩ đơn giản điện thoại của vợ hết pin. Nhưng sau 3 ngày, số điện thoại của cô ấy vẫn tắt máy, thì người đàn ông này mới cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với vợ mình và anh ta tới đồn cảnh sát để báo án. Vì Phạm Dư đi làm xa nhà cho nên hai vợ chồng chỉ liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội. Cứ vài tháng cô ấy sẽ gửi tiền về một lần. Nói về lần cuối cùng mà Lưu Phổ gặp vợ mình cũng cách đây hơn nửa năm trước, là vào dịp Tết Nguyên Đán. Còn lại cô ấy rất ít khi về nhà. Lưu Phổ chỉ nghe vợ anh nói rằng cô ấy kể là làm cho một công ty bất động sản ở Chiết Giang, lương khá cao. Còn Lưu Phổ thì ở lại Hà Nam làm việc hành chính trong một cơ quan nhà nước gần nhà. Anh chăm lo gia đình, bố mẹ, nội ngoại và hai cô con gái song sinh của hai vợ chồng. Kể từ tối ngày 8 tháng 10 là ngày cuối cùng anh nhận được cuộc gọi của vợ. Cảnh sát huyện Trì Phong, Hà Nam đã phối hợp với cảnh sát Ninh Ba, Chiết Giang để cùng điều tra vụ mất tích của người phụ nữ này. Và họ có được những thông tin như sau từ những người bạn của Phạm Dư. Khoảng 6 giờ tối ngày 9 tháng 10 năm 2009, Phạm Dư có hẹn gặp 3 người bạn và họ cùng chơi mặt trược với nhau. Tới khoảng 8 giờ tối, Phạm Dư nghe một cuộc điện thoại. Cô ấy chơi nốt ván đó rồi vội vã rời đi. Kể từ thời điểm đó, không ai còn nhìn thấy hay liên lạc được với Phạm Dư nữa. Cảnh sát Hà Nam nhanh chóng điều tra các mối quan hệ của Phạm Dư ở Chiết Giang, nơi cô ấy làm việc và cả ở quê nhà Hà Nam. Và thấy cô ấy là một người tương đối hướng ngoại, tính cách vui vẻ. Vì ở một môi trường làm việc bán bất động sản có giá trị lớn và cả tiếp xúc với nhiều khách hàng khác nhau, nên cô ấy rất khéo léo trong cách cư xử, gần như không có mâu thuẫn sâu sắc gì với ai. Nhưng đó là hiện tại, còn trong quá khứ thì có một trường hợp như thế này. Đó là khi cô ấy còn ở Hà Nam, trước khi làm vợ Lưu Phổ, thì cô ấy có một mối tình khá sâu đậm với người thanh niên khác cùng làng, tên là Hà Thời Quân. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, không biết vì lý do gì mà hai người chia tay. Một thời gian sau, thì Phạm Dư kết hôn với Lưu Phổ, một nhân viên văn phòng hành chính nhà nước và sinh ra hai cô con gái song sinh. Tuy nhiên câu chuyện tình trong quá khứ của Phạm Dư đúng ra đã kết thúc, nhưng thực ra vẫn chưa bao giờ dừng lại. Tuy nhiên nó không giống như các bạn đang nghĩ đâu. Không phải kiểu tình cũ không rủ cũng tới, không phải kiểu gian gian díu díu mập mờ, mà nó là những chiêu trò quấy rầy làm phiền. Hà Thực Quân thường xuyên nói xấu và soi mói Phạm Dư, thậm chí nhiều lần dùng số lạ để liên lạc với cô ấy. Nhưng Phạm Dư không phản ứng với những chiêu trò này, kiểu như cô ấy chỉ nhìn với nửa con mắt, không muốn quan tâm tới. Cho tới khi Hà Thực Quân một lần chặn đường gây sự, tính hành hung Phạm Dư. Sự việc được nhiều người can ngăn nên không xảy ra điều gì nghiêm trọng. Nhưng đối với Phạm Dư thì lần này đã quá sức chịu đựng, nên nợ cũ nợ mới, cô ấy tính sổ luôn một lượt với anh ta. Vậy là Phạm Dư đã thuê người đánh cho Hà Thực Quân một trận lên bờ xuống ruộng. Sau sự việc này, Hà Thực Quân rất cay cú. Nhưng về tài chính lẫn các mối quan hệ xã hội đều thua kém gia đình Phạm Dư. Cơ bản là không thể làm gì được ngoài những trò quấy rầy vặt vãnh. Và cũng xấu hổ vì ăn một trận đòn tởn đến giả. Vì thế anh ta bỏ xứ đi nơi khác làm ăn. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà lại oan ra ngõ hẹp đến nỗi nơi anh ta đến cũng là Chiết Giang, chính là tỉnh mà Phạm Dư đang làm việc. Vậy là hai người lại cùng tỉnh, chỉ khác huyện. Hà Thực Quân ở huyện Lộ Thành, còn Phạm Dư thì sống và làm việc ở Ninh Ba, Chiết Giang. Sau khi cảnh sát tìm tới, Hà Thực Quân có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Vào buổi tối xảy ra vụ mất tích, anh ta ngủ ở lán trại xây dựng cả đêm, không đi đâu. Những công nhân ở đó đều có thể làm chứng. Và khoảng cách di chuyển giữa nơi Hà Thực Quân đang ở là từ huyện Lộ Thành tới Ninh Ba cũng khoảng hơn 400 km. Vậy nếu tính riêng thời gian cả đi lẫn về và để gây án cũng mất khoảng 10 tiếng.
Và như thế thì Hà Thực Quân hoàn toàn không có khả năng gây án. Liệu anh ta có thuê người không? Thực ra tình hình tài chính của Hà Thực Quân hiện tại thì cảnh sát có thể nhanh chóng loại trừ trường hợp này. Ăn còn không đủ, lấy gì thuê sát thủ bây giờ? Chả lẽ đi vay nóng kiểu bốc bắt họ hay đi ăn cướp? Tuy nhiên vì anh ta là người có mâu thuẫn nhiều nhất, yêu nhất và cũng hận nhất với nạn nhân, nên cảnh sát đã cẩn thận điều tra tài khoản ngân hàng của Hà Thực Quân cùng các mối quan hệ xung quanh, những số điện thoại liên lạc gần đây của anh ta và không phát hiện được bất cứ bất thường nào. Cuối cùng, cảnh sát loại Hà Thực Quân ra khỏi danh sách nghi phạm. Điều tra lịch sử viễn thông của nạn nhân Phạm Dư, cảnh sát tìm được cuộc điện thoại cuối cùng của cô ấy vào lúc 9 giờ tối, khiến Phạm Dư nhanh chóng rời đi, là từ một số điện thoại lạ chỉ mới liên lạc gần đây. Và khi cảnh sát kiểm tra thông tin về số điện thoại kia, nó chỉ mới được kích hoạt 3 ngày, được đăng ký bằng thông tin nào và chỉ liên lạc duy nhất với số điện thoại của Phạm Dư. Ở thời điểm đó, không còn bất cứ manh mối nào về số điện thoại lạ này. Nhưng theo phán đoán của cảnh sát, nó chắc chắn sẽ liên quan tới sự mất tích của Phạm Dư. Đồng thời lúc này, cảnh sát điều tra đến ngân hàng về tài khoản cá nhân của Phạm Dư. Cảnh sát thấy có tổng cộng 4 tài khoản ngân hàng, trong đó có 3 tài khoản của cô ấy, mà tổng số tiền của 3 tài khoản này từ mấy chục cho đến cả 100.000 nhân dân tệ, không có giao dịch bất thường nào trong thời gian qua. Phần lớn là lương thưởng hoa hồng khi bán bất động sản và các khoản chi tiêu cá nhân, rút tiền và chuyển khoản về tài khoản của chồng cô ở Hà Nam. Trong lúc cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra các mối quan hệ của Phạm Dư, thì sáng ngày 13 tháng 10, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ ngân hàng báo cáo việc thẻ ngân hàng của Phạm Dư thực hiện lệnh rút tiền vào tối ngày hôm qua, nhưng đã bị hệ thống khóa và nuốt thẻ bởi nhập sai mật khẩu rút tiền nhiều lần. Bây giờ chúng ta cùng quan sát trên màn hình. Vào lúc 10 giờ 29 phút tối ngày 12 tháng 10, một người đàn ông bước vào trong khu vực máy ATM. Từ góc độ này chúng ta quan sát được, anh ta đội mũ lưỡi chai màu đen, áo sơ mi và quần trắng. Người này mặc một chiếc áo hồng cam. Và đây là góc quay phía chính diện. Người đàn ông đội mũ kéo thấp xuống để che mặt. Anh ta vừa hút thuốc lá vừa thực hiện thao tác rút tiền. Giờ chúng ta quan sát một góc độ khác trên máy ATM để xem các thao tác tay của người này. Anh ta bắt đầu cắm thẻ vào khe ATM và nhập mật khẩu, nhưng đã nhập sai liên tiếp nhiều lần. Cây ATM đã khóa và nuốt thẻ. Người này lại tiếp tục đổi sang thẻ ngân hàng khác nhưng vẫn không rút được tiền. Anh ta do dự một chút và lần này thì tiếp tục đổi sang máy ATM bên cạnh, rồi lặp lại thao tác rút tiền, nhưng kết quả là vẫn tiếp tục nhập sai mật khẩu. Các bạn có thể để ý, thái độ của người đàn ông này, miệng hơi mím lại, anh ta có vẻ căng thẳng và hơi bối rối. Sau khi tiếp tục nhập sai mật khẩu 3 lần liên tiếp, thẻ ngân hàng này cũng đã bị hệ thống khóa. Người đàn ông không rút được tiền, anh ta nhanh chóng rời khỏi cây ATM. Vì thời điểm đó camera đường phố cũng chưa nhiều nên không phát hiện được anh ta đã đến bằng phương tiện gì, cũng không rõ phương hướng anh ta rời đi hoặc có đi cùng ai hay không. Cảnh sát đã in hình người đàn ông này ra để người thân và bạn bè của Phạm Dư nhận diện, thậm chí mở rộng tìm kiếm và phỏng vấn cả những người quen biết với nạn nhân như khách hàng, những người sống gần phòng trọ của cô ấy. Nhưng không một ai biết người đàn ông trong video này là ai. Và ngay vào đêm hôm sau, 11 giờ khuya ngày 14 tháng 10, người đàn ông này lại tới một cây ATM khác. Anh ta vẫn đội chiếc mũ màu đen nhưng có thay đổi trong trang phục. Lúc này anh ta mặc chiếc áo cam kéo khóa kín cổ và khoác chiếc áo vest tối màu bên ngoài. Anh ta cầm theo một chiếc thẻ khác của Phạm Dư và người đàn ông lạ mặt này cố gắng rút tiền một lần nữa nhưng vẫn ra về tay trắng. Chiếc thẻ thứ ba tiếp tục bị khóa do nhập sai mật khẩu nhiều lần. Sự xuất hiện của người đàn ông này trong 2 ngày liên tiếp và nhập sai mật khẩu của 3 thẻ ngân hàng khiến cho cảnh sát và người thân của Phạm Dư cảm thấy rất lo lắng cho sự an toàn của cô ấy. Nhưng không có bất cứ manh mối nào về người đàn ông này. Anh ta không đeo găng tay, nhưng dấu vân tay cũng không thu được. Bởi vì thao tác rút tiền của những người tới cây ATM sau đó để rút tiền thì đã xóa sạch dấu vân tay của nghi phạm để lại. Vậy Phạm Dư đang ở đâu? Có hai giả thuyết đặt ra. Cô ấy bị cướp trên đường tới gặp người gọi cuộc gọi điện thoại cuối cùng, hoặc là người đàn ông xuất hiện trên video ở cây ATM chính là người hẹn gặp và ra tay với Phạm Dư để cướp tài sản. Lúc này còn có thêm một giả thuyết nữa từ những đồng nghiệp bạn bè của Phạm Dư là có thể cô ấy đã bỏ đi cùng người đàn ông này và dựng lên một vụ việc làm giống như là cô ấy bị mất tích bởi một người lạ. Nhưng ở tất cả những phương án trên, cảnh sát nghiêng về trường hợp người lạ mặt ở cây ATM chính là người gọi điện hẹn gặp Phạm Dư và đây là kế hoạch có chuẩn bị trước.
bởi vì số điện thoại được hắn ta mua và kích hoạt chỉ 3 ngày trước khi xảy ra sự việc. Số điện thoại này chỉ liên lạc với một mình nạn nhân, và sau cuộc gọi cuối cùng với nạn nhân thì số đó cũng đã tắt máy. Dường như hắn đã gỡ sim ra và bỏ số. Tuy hung thủ để lại một vài manh mối và cả hình ảnh trên camera, nhưng sau khi điều tra thì những manh mối này đều đi vào ngõ cụt. Trong những năm tiếp theo, vụ án không có tiến triển gì mới. Nhưng người nhà của Phạm Dư không bao giờ từ bỏ hy vọng. Chồng và hai cô con gái song sinh của Phạm Dư vẫn mong chờ một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về. Và từng ngày trôi qua, thấm thoát đã 4 năm rưỡi kể từ ngày xảy ra vụ án, cảnh sát không tìm được bất cứ manh mối mới gì có giá trị. Nhưng có một sự việc bất ngờ ở một nơi xa xôi khác đã cung cấp manh mối mới cho vụ án. Đó là khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 2 năm 2014, tức là ngày 7 tháng 1 âm lịch, vừa qua Tết Nguyên đán vài ngày. Lúc này ở đồn cảnh sát thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, một người đàn ông đã vội vàng đến đồn cảnh sát. Anh ta tới báo cáo một sự việc là sáng nay đưa vợ đi khám bệnh ở bệnh viện tâm thần, thì cô ấy đã tông cửa xe bỏ chạy giữa chừng. Lúc đó vì quá đông xe nên anh không kịp đuổi theo cô ấy mà phải từ từ tìm điểm dừng đỗ. Sau đó anh ta đã tìm khắp nơi không thấy vợ mình đâu. Vì vợ anh bị bệnh tâm thần nhẹ, đang được điều trị và uống thuốc tại nhà, nhưng đôi khi cô ấy sẽ không kiểm soát được hành vi và lời nói, có thể gây nguy hiểm cho người khác. Nên anh ta rất lo lắng, muốn nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Cảnh sát thì trước đây cũng đã gặp phải những chuyện như thế này nhiều lần rồi. Sau khi cho người đàn ông này kê khai các thông tin, thì họ nhập lên dữ liệu chung để tìm kiếm, đồng thời cử hai cảnh sát đi cùng người đàn ông để tìm kiếm vợ anh ta. Họ cho rằng vì người phụ nữ đi bộ và có dấu hiệu về bệnh tâm thần, nên có lẽ cô ấy cũng chưa đi được quá xa. Nhưng khi nhóm tìm kiếm vừa rời đi được khoảng nửa giờ, thì một người phụ nữ có vẻ vội vàng. Cô ấy đến đồn cảnh sát khu vực này. Trên camera, các bạn có thể quan sát cô ấy đi vào trong. Vì lúc này cảnh sát đã được điều động đi tìm người, nên vị trí phòng trực bỏ trống. Cô ấy đã tiến vào cánh cửa kính bên phải để tìm sự giúp đỡ. Cô ấy trông vô cùng lo lắng. Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng cô ấy đến để báo một tội ác. Nhưng cô ấy có vẻ hoảng loạn, run rẩy, liên tục đưa hai tay về phía trước, làm động tác giống như bị trói để diễn đạt điều gì đó. Lời nói của cô ấy không được rành mạch, chỉ lắp bắp từng từ. Người phụ nữ nói rằng hiện tại tính mạng của cô ấy đang bị đe dọa. Cô hoàn toàn không bị bệnh tâm thần, nhưng chồng cô ấy đã nói với mọi người rằng cô bị bệnh tâm thần trong vài năm rồi, và hơn thế, còn ép cô ấy uống nhiều loại thuốc điều trị tâm thần và một số loại thuốc khác, khiến cho nhiều lúc cô ấy bị mất kiểm soát bản thân. Chính điều này đã khiến cho mọi người nghĩ rằng cô thực sự bị bệnh. Và để tăng thêm tính thuyết phục về việc vợ mình bị tâm thần, thì chồng cô còn đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý theo lịch hẹn định kỳ. Người phụ nữ càng nói càng không giữ được bình tĩnh. Cô ấy run rẩy và khóc lóc, luôn nói rằng nếu giờ chồng cô ấy tìm thấy cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ bị giết nên đã tới đây cầu cứu. Hành vi có phần bất thường của người phụ nữ khiến cảnh sát nghĩ cô là bệnh nhân tâm thần mà người đàn ông lúc nãy tới báo cáo. Cảnh sát cố gắng động viên và trấn tĩnh cô ấy, nói rằng cô ấy đã được an toàn và đừng hoảng sợ. Sau đó họ đưa cho cô ấy một cốc nước và hỏi tên cô ấy. Người phụ nữ cho biết cô ấy tên Ngọc Ban, 29 tuổi. Ngay sau đó, cảnh sát đã thông báo cho người chồng biết vợ anh ta đã đến đồn cảnh sát. Tâm trạng của Ngọc Ban đã ổn định lại được một lát. Nhưng ngay sau khi gặp chồng, cô lại trở nên kích động la hét, nhất quyết không chịu đi cùng chồng và muốn báo cáo một vụ án. Lúc này, người đàn ông giận dữ lôi Ngọc Ban đứng dậy, nhưng cảnh sát đã ngăn lại và yêu cầu anh ta ngồi xuống, tạm thời không cư xử bạo lực, như thế sẽ làm Ngọc Ban hoảng loạn thêm. Tại sao Ngọc Ban lại sợ hãi khi thấy chồng cô như vậy? Do cách cư xử cục cằn, thô lỗ của anh ta, hay còn nguyên nhân nào khác nữa? Lúc này, cảnh sát hỏi Ngọc Ban xem cô ấy muốn báo cáo sự việc gì, thì cô ấy kể rằng 5 năm trước, chồng cô đã giết một người phụ nữ. Việc này chỉ có cô ấy và chồng biết, và bây giờ cô ấy muốn tố cáo chồng mình. Trong lúc người phụ nữ này khai báo với cảnh sát, thì chồng của cô liên tục khẳng định rằng cô bị bệnh tâm thần và không thể tin được những gì cô nói. Tuy nhiên, khi cảnh sát nghe tin có liên quan đến một vụ giết người, họ cũng phải thận trọng. Những gì cô ấy nói có đúng hay không thì cũng cần phải xác minh đã. Vì vậy, cả hai người đã được giữ lại ở đồn cảnh sát. Trước hết, cảnh sát cần xem xét Ngọc Ban là người mà đang muốn tố giác tội phạm, xem cô ấy có bị bệnh tâm thần hay không. Cảnh sát đã gọi cho người thân của Ngọc Ban và hỏi xem Ngọc Ban có bệnh tâm thần không. Chị gái của Ngọc Ban nhanh chóng tới đồn cảnh sát để xem xét tình hình của em gái mình. Chị của Ngọc Ban cho biết
Đúng là em gái của cô ấy có bị bệnh tâm thần thật, nhưng không phải là bệnh từ trước đây mà khoảng vài năm trở lại đây mới bị thôi. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Ngọc Ban bắt đầu yêu đương và lấy Lý Quân. Khoảng 7 năm trước, khi đó cô ấy bất chấp lời căn ngăn kịch liệt của mọi người về mối quan hệ này. Gia đình và bạn bè của Ngọc Ban đều cho rằng Lý Quân không phải người đáng tin, không có ý chí cũng không thật thà, rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Nhưng Ngọc Ban đã bị những lời đường mật của Lý Quân làm cho mê muội. Hai người nhanh chóng kết hôn, sau đó đến Ninh Ba, Chiết Giang làm việc. Tuy nhiên không lâu sau khi kết hôn, Lý Quân đã ngoại tình và công khai sống với cả những người phụ nữ khác. Dù Ngọc Ban tìm tới nơi, đánh ghen, cãi vã hay khóc lóc thế nào, thì Lý Quân cũng không trở về nhà với cô ấy. Sau chuyện đó, Ngọc Ban sống một mình. Cô ấy bị stress nặng nề và tâm lý có phần bất thường. Nhưng Ngọc Ban vẫn không muốn ly hôn và trong gia đình cũng không ai có thể thuyết phục được cô ấy. Dù Lý Quân đối xử tệ như vậy, nhưng Ngọc Ban vẫn một lòng một dạ với Lý Quân. Một thời gian sau, không biết vì lý do gì, hai vợ chồng lại đột ngột từ Ninh Ba, Chiết Giang quay trở về Hồ Bắc. Lúc này Ngọc Ban càng cố gắng hơn để hàn gắn mối quan hệ, nhưng tình hình chỉ tồi tệ hơn. Lý Quân vẫn trăng hoa như thế, những tin nhắn ngọt ngào của người thứ ba vẫn làm Ngọc Ban nổi giận. Đến gần Tết năm 2014, Lý Quân muốn ly hôn với Ngọc Ban, nhưng Ngọc Ban không thể lo được cuộc sống cho cô ấy và các con, bởi vì Ngọc Ban chỉ ở nhà nội trợ và có một số vấn đề tâm lý từ khá lâu rồi, nên Ngọc Ban nhất định không đồng ý ly hôn. Cô ấy cầu xin Lý Quân nhưng không được, bệnh của Ngọc Ban càng nặng hơn và mất kiểm soát nhiều hơn. Cô ấy ngồi một mình cả ngày, khóc lóc, nổi giận. Nhưng cũng chính vì lý do bệnh lý nên việc ly hôn giữa hai người tạm thời hoãn lại. Chị gái của Ngọc Ban kể lại những điều này, đồng thời cô ấy cũng xác nhận rằng em gái của cô ấy thực sự là bị bệnh tâm thần. Còn về việc Ngọc Ban có nói về chuyện Lý Quân giết người, thì chị gái của Ngọc Ban cũng nhớ lại rằng Ngọc Ban đã từng kể rằng Lý Quân đã giết một người phụ nữ tên Phạm Dư, quê quán ở Hà Nam vài năm trước, rồi chôn xác ở một nơi hoang vắng. Khi nghe kể vậy thì chị gái Ngọc Ban cảm thấy điều đó là không thể nào. Lý Quân bình thường là một người mà ngay cả một con gà cũng không dám giết, làm sao anh ta có thể giết người rồi phi tang xác? Vì vậy cô cảm thấy em gái mình có lẽ đang nói nhảm và mắc chứng hoang tưởng. Ngoài ra, người em rể là Lý Quân còn thường xuyên phải đưa Ngọc Ban đi khám bác sĩ tâm lý và điều trị tâm thần. Điều này càng khiến cô và mọi người tin rằng em gái mình thực sự bị tâm thần càng lúc càng nặng. Vậy Ngọc Ban có thực sự bị tâm thần không? Đối với cảnh sát mà nói, vấn đề này đã không còn quan trọng nữa. Vấn đề bây giờ là Phạm Dư, người phụ nữ được Ngọc Ban nhắc tới, có thật sự mất tích hay không? Cảnh sát Hồ Bắc đã gửi một thông báo cho cảnh sát Hà Nam để hỏi về trường hợp người phụ nữ tên Phạm Dư bị mất tích vào năm 2009 và lập tức được xác nhận là có trường hợp này thật và là một vụ án chưa giải quyết được từ 5 năm trước. Lúc này hồ sơ vụ án của 5 năm trước được lật lại. Trong thư mục lưu, cảnh sát đã kiểm tra video giám sát nghi phạm rút tiền và so sánh người này với chồng của Ngọc Bân là Lý Quân. Các bạn hãy nhìn trên màn hình, bây giờ sẽ so sánh hai tấm hình này nhé. Các bạn nhìn xem này, thực sự rất giống nhau. Hai cái áo này giống nhau ghê luôn. Cha nội này có vẻ khoái mặc áo màu hồng cam thật chứ. Duy đùa một chút thôi ạ. Chúng ta hãy nhìn và so sánh hình ảnh người đàn ông nghi phạm trên video rút tiền và tấm ảnh chụp Lý Quân bên phải. Từ gò má cao, cằm vuông và miệng mỏng hoàn toàn giống. Đây chính xác là một người. Vậy thì rõ ràng Ngọc Ban không bị tâm thần. Những gì cô ấy nói là sự thật. Cô ấy có thần trí như một người bình thường. Lúc này, người đàn ông trên video rút tiền mà cảnh sát Hà Nam tìm kiếm suốt 5 năm đã được tìm thấy từ một manh mối báo án ở tỉnh Hồ Bắc. Lý Quân rõ ràng có khả năng rất cao là kẻ giết người. Nếu không thì làm sao thẻ của Phạm Dư lại ở trong tay anh ta được? Ngay lập tức cảnh sát thẩm vấn Lý Quân. Với những bằng chứng trên video, Lý Quân không còn cách nào khác đành phải thừa nhận Phạm Dư là do hắn giết. Bây giờ chúng ta cùng nghe lời thú tội của Lý Quân. Thời điểm tháng 10 năm 2009, khi đó Phạm Dư và Lý Quân đang có mối quan hệ yêu đương mặc dù cả hai đều có gia đình. Thời điểm này công việc của Lý Quân cũng không được thuận lợi lắm nên hắn và vợ là Ngọc Ban dự định sẽ rời khỏi Ninh Ba, Chiết Giang, quay trở về quê hương ở Hồ Bắc. Như vậy chắc chắn là hắn và Phạm Dư cũng sẽ phải chia tay nhau. Lúc này thì đằng nào cũng không còn là gì nữa mà lại biết Phạm Dư có nhiều tiền nên hắn đã nảy ra ý đồ sát hại cô ấy để cướp tài sản. Và hắn đã lên một kế hoạch cụ thể cho việc này. 3 ngày trước khi xảy ra vụ án, hắn mua một sim điện thoại mới và liên lạc với Phạm Dư qua số điện thoại này.
Tối ngày 9 tháng 10 năm 2009, hắn lại gọi cho Phạm Dư. Lúc này cô ấy đang chơi mặt trược với bạn bè và dùng lời đường mật để hẹn gặp cô ấy. Sau khi nghe cuộc gọi, cô ấy nhanh chóng đi tới chỗ hẹn với Lý Quân ở một nơi vắng vẻ. Tại đây, Lý Quân đã đánh đập và tra khảo Phạm Dư, bắt cô ấy nói ra mật khẩu thẻ, đồng thời cướp hết những tài sản có giá trị khác, bao gồm đồ trang sức và hơn 1.000 tệ tiền mặt trong túi sách. Sau khi có được mật khẩu thẻ ngân hàng, hắn đã sát hại Phạm Dư bằng con dao hắn đã chuẩn bị sẵn. Đêm hôm đó, Lý Quân trở về nhà, người ướt đẫm mồ hôi, quần áo lấm lem đất và cả máu. Ngọc Ban nhìn thấy hắn trong tình trạng như thế liền hốt hoảng hỏi chồng đã gặp phải chuyện gì. Lý Quân không hề giấu giếm, nói rằng hắn ta vừa giết người tình và giờ phải nhanh chóng thu xếp rời khỏi Chiết Giang trở về Hồ Bắc trong một vài ngày nữa. Ngọc Ban lặng người, cô tin rằng chồng mình đã giết Phạm Dư, người mà cô cũng từng nhiều lần xô sát đánh ghen. Vài ngày sau, Lý Quân đi rút tiền, nhưng rút lần nào cũng bị báo sai mật khẩu. Lúc này Lý Quân cảm thấy vừa tức giận vừa hoang mang, không biết là do trong lúc bị đánh đập dẫn tới hoảng loạn mà Phạm Dư nói sai mật khẩu, hay cô ấy đã cố tình đưa mật khẩu sai cho Lý Quân. Hoặc cũng có thể chính Lý Quân trong khi hồi hộp đã nhớ sai mật khẩu, mà rút một hồi thì mấy cái thẻ bị nuốt sạch trong khi vẫn không rút được xu nào. Như vậy sau khi giết người, hắn chỉ lấy được 1.000 tệ và vài món đồ trang sức của Phạm Dư. Ngọc Ban vốn là người có vấn đề về tâm lý từ trước đó, sau chuyện này thì càng trở nên hoảng loạn. Lý Quân sợ rằng vợ sẽ nói ra chuyện này nên bắt đầu quản thúc và ép Ngọc Ban uống các loại thuốc liên quan tới tâm thần. Dần dần dưới sự kiểm soát của Lý Quân, cô ấy bắt đầu loạn thần, có nhiều hành vi không kiểm soát được. Nhưng sự việc Lý Quân giết người là một ký ức đáng sợ mà Ngọc Ban không bao giờ quên được. Có một lần cô ấy đã thử nói với chị gái nhưng bị cho là tâm thần nên nói nhảm. Sau gần 5 năm bị đày đọa tinh thần, càng lúc Ngọc Ban càng suy sụp. Lúc này Lý Quân muốn ly hôn với Ngọc Ban vì anh ta có người mới. Tuy nhiên, nếu hắn ta không ở bên cạnh Ngọc Ban để kiểm soát ép cô ấy uống thuốc và nói với người xung quanh là cô ấy bị tâm thần, thì sớm muộn gì quá khứ giết người của hắn cũng sẽ bại lộ. Cho nên Lý Quân lên ý định giết chết Ngọc Ban. Và dường như Ngọc Ban vào những lúc tỉnh táo, cô ấy cũng nhận ra điều này. Vậy là buổi sáng hôm đó, Lý Quân đã trói tay Ngọc Ban rồi kéo cô ấy lên xe với ý định là đưa tới một nơi hoang vắng rồi tìm cách giết người diệt khẩu. Mặc dù hắn lấy lý do đưa cô ấy đi khám bệnh, nhưng Ngọc Ban lập tức nghi ngờ và sợ hãi tột độ khi bị hắn trói tay. Trong đầu Ngọc Ban biết người chồng độc ác và quỷ quyệt này rất có thể lại gây ra một vụ mất tích khác đối với cô ấy như đã từng làm 5 năm trước. Nên trong lúc chồng lái xe thì cô ấy đã cố gắng gỡ dây trói. Khi xe đến một quãng đông đúc, tốc độ xe chậm dần. Ngọc Ban nhận thấy đây có thể là cơ hội cuối cùng để trốn thoát. Đồng thời lúc này, cô ấy cũng vừa kịp gỡ tung được mớ dây trói. Ngọc Ban lập tức liền tông cửa chạy ra ngoài. Ngọc Ban cứ chạy thục mạng, không dám dừng lại, vì cô ấy biết nếu bị bắt lại, chắc chắn hắn sẽ giết cô. Vì Lý Quân mất thời gian tìm chỗ dừng xe nên đã mất dấu Ngọc Ban. Lo sợ cô ấy sẽ đến đồn cảnh sát trình báo sự việc nên hắn đã nhanh chóng tới trước để giao trước đón sau về việc Ngọc Ban bị tâm thần. Và nếu tìm thấy cô ấy thì hãy gọi ngay cho hắn đón về. Ngày 8 tháng 2 năm 2014, cảnh sát hoàn tất hồ sơ thẩm vấn và áp giải Lý Quân tới nơi hắn chôn thi thể của Phạm Dư ở một bãi biển. Vậy là vụ án mất tích bí ẩn trong 5 năm của người phụ nữ tại Ninh Ba, Chiết Giang cuối cùng cũng đã được phá án từ báo cáo của một người phụ nữ khác tại Hồ Bắc. Tháng 7 năm 2014, Lý Quân nhận án tử hình. Còn Ngọc Ban, theo như xem xét thì cô ấy cũng phạm tội không tố giác tội phạm. Nhưng bởi vì trước đó Ngọc Ban có bất thường về tâm lý, xong lại rồi trải qua một thời gian uống nhiều loại thuốc tâm thần và bị tra tấn tâm lý. Thêm nữa là sau này cũng nhờ báo cáo của Ngọc Ban mà cảnh sát phá được vụ án. Vì thế Ngọc Ban được xem xét giống như đã lập công chuộc tội và cô ấy không bị kết án. Trong vụ án này, như các bạn thấy, nó là một vụ án mà hung thủ là một kẻ độc ác xảo quyệt đến tận cùng. Việc hắn giết hại Phạm Dư khi hắn chuẩn bị rời khỏi Chiết Giang, suy nghĩ khi không còn liên quan và lợi dụng tình cảm của người ta được nữa, thì nghĩ tới cách giết luôn người đó để cướp tài sản. Thông thường chúng ta thấy những vụ án mà vì giận dữ hoặc mâu thuẫn bộc phát gì đó dẫn tới giết người thì rất nhiều. Nhưng vì không lợi dụng được nữa mà lên hẳn một kế hoạch giết người để cướp tài sản như thế này thì nó là một trong những án rất là hiếm gặp luôn. Kiểu người chỉ biết đến mình, đặt lợi ích của mình lên trên hết, luôn nghĩ tới lợi dụng người khác thì ngoài xã hội không thiếu. Nhưng mà lên cả một kế hoạch tàn nhẫn như mua sim, hẹn gặp ở một nơi vắng vẻ để giết người trước khi chuyển đi.
Loại người mà có suy nghĩ và tâm lý lệch lạc tới mức như thế này thì quá là kinh khủng. Với vụ án này, nếu phân tích về khía cạnh tình cảm, khi mà Ngọc Ban muốn kết hôn với Lý Quân, có rất nhiều người đã ngăn cản cô ấy, từ bố mẹ, chị gái cho tới bạn bè. Nói Lý Quân là người không đáng tin, không thật thà. Nhưng Ngọc Ban thì khi đó đang yêu mà, cô ấy bất chấp hết. Có một câu như thế này, không biết mọi người có tin không. Nhưng cá nhân Duy thì Duy thấy nó rất hợp lý này. Đó là người mà bố mẹ bạn, bạn bè của bạn nói bạn nên lấy thì bạn có thể không lấy cũng không sao. Nhưng nếu một mối quan hệ tình cảm mà bố mẹ và bạn bè của bạn đều nhất quyết ngăn cản thì chắc chắn là không nên lấy. Thực ra mà nói, nếu một hai người ngăn cản về chuyện tình cảm của chúng ta thì có thể chỉ là ý kiến cá nhân của họ. Nhưng nếu quá nhiều người thì nhất định phải xem xét lại, bởi vì chắc chắn phải có gì đó không ổn thì sự đồng thuận từ mọi người mới cao như vậy, đúng không ạ? Và trong vụ án ngày hôm nay, như các bạn thấy, dường như tất cả mọi người đều tin Ngọc Ban bị tâm thần. Ngay kể cả khi cô ấy tới đồn cảnh sát để báo cáo về việc bản thân cô ấy bị chồng ngược đãi tinh thần, bắt uống thuốc trong khi không có bệnh. Rồi việc hắn muốn giết cô ấy, thì lúc đầu chính cảnh sát cũng nghĩ cô ấy bị tâm thần nữa và gọi cho Lý Quân báo rằng đã tìm thấy vợ của anh ta. Trong khi Lý Quân thì lại đang diễn vai người chồng tử tế, đưa vợ đi khám bệnh, gắn bó với người vợ tâm thần trong nhiều năm. Cuộc sống nhiều khi là vậy. Cốt lõi của một vấn đề, sự thật của một câu chuyện đôi khi không phải là thứ mà chúng ta đang thấy. Trong câu chuyện này, bi kịch của cuộc đời Ngọc Ban gần như toàn bộ đều xoay quanh một người đàn ông là Lý Quân. Từ thời điểm bị phản bội, biết về vụ giết người, rồi sống trong lo sợ khi bị Lý Quân kiểm soát, trói và nhốt cô ấy, bắt cô ấy uống thuốc tâm thần, nói với tất cả mọi người rằng cô ấy là một người tâm thần. Trong khi thực sự Ngọc Ban, những vấn đề tâm lý của cô ấy đều do những tra tấn tinh thần do chính người chồng mang lại. Và trong cái thế giới đầy đọa mỗi ngày đó, Ngọc Ban vẫn âm thầm chịu đựng và nhất định không chịu ly hôn với Lý Quân. Là vì điều gì vậy? Vì con cái hay không đủ điều kiện tài chính, hoặc là đã quen với sự có mặt của hắn ta, dù nó như một sự đọa đày. Điều này có lẽ đôi khi chúng ta cũng thấy trong cuộc sống. Có những người phụ nữ mà chồng ngoại tình, hoặc nợ nần, lô đề, cờ bạc, lever báo thù, không thể tả xiết hết lần này tới lần khác, rồi thậm chí còn đánh đập vợ con. Nhưng họ âm thầm chịu đựng và sống với những người đàn ông tồi tệ như vậy vì muôn vàn nỗi lo. Họ lo lắng rằng sau này con cái sẽ bị thiệt thòi khi cha mẹ ly hôn, lo rằng nếu chia tay mình không được nuôi con. Nghĩ rằng ly hôn chính là thất bại, là thừa nhận công khai rằng mình không hạnh phúc trong hôn nhân, nên thà âm thầm chịu đựng còn hơn. Sợ cảm giác trống vắng sau khi ly hôn, sợ sau này không tìm được ai thực sự thương yêu, muôn vàn nỗi lo. Và những suy nghĩ tiêu cực đó có thể khiến người ta mắc kẹt trong các mối quan hệ mà tình yêu và hạnh phúc đã không còn tồn tại. Trong những trường hợp như thế này, họ cần có một động lực, một cú hích gì đó để thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại này. Ví dụ như Ngọc Ban, trước mối hiểm họa mà cô ấy cảm nhận được đang đến càng lúc càng gần, đến tận khi bị trói và kéo lên xe rồi, hành động gỡ dây trói và tông cửa xe chạy trốn tới đồn cảnh sát báo cáo chính là bản năng sinh tồn của cô ấy để cứu sống bản thân. Đúng ra việc này cô ấy phải làm từ 5 năm trước, từ ngay khi biết Lý Quân là kẻ giết người. Nếu vậy thì sẽ không mất 5 năm cuộc đời sống trong đày đọa, khổ sở với kẻ sát nhân xảo quyệt này. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.